Cũng là chiêu cũ, báo cáo anh em có gà, gà luộc nha, bén lắm mọi người ơi, nhìn là thấy hết bài luôn. Review gà luộc anh em ngồi chơi, chấm muối tiêu, chanh ớt nè, đúng bài nè. Nước chấm thần thánh lâu quá không lên clip nhưng mà cũng vẫn ăn, lên clip với em nói là cái cũ làm hoài nha. Cảm giác đầu tiên khi lô cái da chân, muối tiêu mạnh, mặn, chanh chua, ớt cay, da giòn giòn, ăn rất là đúng bài, chạy gà này chân không có quá nhão. Rất là ngon, ăn giống thịt gà, không giống thịt cá hay bò, trâu, ngựa gì, nói chung mỗi cái có vị, vị thịt gà ăn đi rồi biết, gỏi, lụm, bắp cải, giòn giòn, thanh thanh, hành phi, bùi bùi, rau răm, hăng hăng, trộn chung với nước trộn, cảm giác gỏi, ngon, trà đá có bọt là anh em hiểu rồi, mời anh em nha, có gà có đó luôn nha, bỏ từ tay qua được kia một hai bữa đi, nó dính vô tùm lum thứ á. Mời. Cạn ly này đã bằng chai. Cái đó nó nhẹ hiều à, có mấy độ à, thích uống với lại nhỏ nhỏ chứ không ngon như lành gì đâu anh em ơi. Nha, đừng hỏi nữa. Ngon. Chân xong, qua miếng thịt. Lựa miếng nào review cho anh em dễ hiểu. Lật tới lật lui có miếng thịt trắng. Cái này là phần gần đùi nha, má đùi á, chấm miếng muối nè. Tóm lại, món gỗ đã.